có thể thấy rằng cái phương pháp lăn kim tế bào gốc nó là sự kết hợp giữa hai phương pháp đó là lăn kim và à, sử dụng à, tế bào gốc thường thì khi mà nghe tới lăn kim à, thì người cũng thấy là nhiều người cũng hơi sợ ạ minh chứng là cũng rất nhiều người à, đã thực hiện cái phương pháp này rồi và à, cái à, da mặt của họ sau khi mà làm thì rất là đáng sợ Nếu mà đi ra ngoài đường thì ngại vô cùng à, và cảm giác như những cái tổn thương này không biết nó có thể hồi phục được hay không vậy xin được hỏi bác sĩ thực chất cái việc à, lăn kim đơn thuần nó có giải quyết được triệt để muộn hay không mà nhiều người vẫn rủ nhau đi làm đến vậy vâng ạ. cảm ơn mc thì nguyên à, thứ nhất là cái kỹ thuật lăn kim này à, dù các bạn dùng con lăn vật lý hay các bạn dùng cái máy lăn kim bây giờ để chúng ta điều trị à, chúng ta sử dụng trên cái làn da của các bạn thì về lý thuyết nó đều tạo ra các vi tổn thương để chúng ta gọi là các vi tổn thương vi tức là nhỏ tổn thương tức là các tổn thương nhỏ trên da các bạn và các tổn thương này ấy, là tổn thương thật đúng không ạ tôi nắm thật trên da và tùy vào cái mức độ mà các bạn sử dụng giống như tôi nói các bạn sử dụng con lăn với kích thước kim chiều dài bao nhiêu đúng không ạ và mật độ kim bao nhiêu đấy, cũng như là bạn lăn cái mức độ tổn thương như thế nào mà chúng ta quyết định là bề mặt da các bạn đấy, nó bình thường nó ở trạng thái gọi là tương đối bình thường yeah. hay là nó một trạng thái tổn thương Đó thế thì đa số là các bạn khi mà sử dụng cái con lăn này trong vấn đề điều trị thì các bạn thường hay nghĩ rằng là nó sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản và chúng ta sẽ không phải lo lắng gì. Nhưng mà thực tế thì nó không phải. Các bạn có thể thấy thì Nguyên nói đấy. Và rất là nhiều người các bạn cũng lầm tưởng khi mà chúng ta lăn kim là chắc chắn là da chúng ta có tổn thương ạ. Chỉ có trừ khi mà các bạn dùng con lăn nó cực kỳ nhỏ, tức là chiều dài kim rất ngắn, dưới 0,5mm đúng không ạ? Và đấy, cái số lượng kim trên này nó 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 ít thôi đúng không ạ? Ví dụ như một hàng chúng ta tính nó rơi khoảng tầm 30 kim chẳng hạn thế và nó có khoảng tầm 20 hàng thì nó rơi khoảng tầm 600 kim chúng ta lăn cực nhẹ trên bề mặt da chúng ta thì nó chỉ tạo có tổn thương giả và nó sẽ đóng lại không có tổn thương gì cả tuy nhiên là chúng ta dùng kim kích thước từ 1 trở lên đúng không ạ chiều dài kim từ khoảng gọi là 10 mm chúng ta gọi là từ 1 cm là 10 mm trở lên thì chắc chắn là da của các bạn sẽ có tổn thương đúng không ạ bề mặt da các bạn có tổn thương Đấy, và chúng ta sẽ thấy rằng da chúng ta nó sẽ bị chóc ra một lớp dưới các dạng khác nhau ví dụ cũng chẳng thấy các bạn thấy là nó chóc là rõ ràng chúng ta sờ và thấy ra nó 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 thoát khỏi cái bề mặt da và vào những cái đồ các bạn lau rửa hoặc vệ sinh hoặc là chúng ta có thể thấy nó rất là nhẹ nhàng và khó kiểm soát đúng không ạ? Tùy vào mức độ tổn thương mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái khuôn mặt chúng ta trông nó sẽ kiểu cái, cái 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 ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta ở mức độ nào đó và thực tế nếu mà các bạn chỉ dùng có lăn kim đơn thuần thì thường là các bạn sẽ không mang lại được kết quả gì cả bởi vì là gì cái mục đích của lăn kim là gì người ta có hai mục đích mục đích thứ nhất là gì người ta tạo các đường dẫn từ khi kim nó lăn thì cái kim này nó xuyên qua da các bạn và nó mở ra một đường dẫn người ta gọi là kênh dẫn để chúng ta bôi hoặc là chúng ta thoa hoặc là chúng ta đẩy đúng không ạ hoặc chúng ta phun một cái chất gì đó dạng thuốc điều trị dinh dưỡng hay cái gì đó hoặc là một cái tình trạng nào đó mà cần phải có một cái sản phẩm đặc trị để nó thấm vào da chúng ta nó tăng cái khả năng thấm vào trong da chúng ta nhiều hơn ví dụ người ta đã chứng minh rồi nếu mà các bạn thoa kem bình thường lên trên bề mặt da đúng không? hoặc là dung dịch lên bề mặt da của các bạn so với cả việc là các bạn dùng kim các bạn lăn so chúng ta thoa lên thì nó có thể tăng gấp 1.000 lần khả năng thấm của sản phẩm vào da đó là một cái, cái 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 tác dụng của việc lăn kim thứ hai là gì tùy vào tổn thương mà chúng ta có thể lăn kim để mục tiêu chúng ta là chúng ta bóc tách cái lớp bề mặt chúng ta làm cho lớp bề mặt nó bong ra theo mong muốn của chúng ta đấy đặc biệt như là trong trường hợp chúng ta điều trị sẹo rỗ bằng lăn kim chẳng hạn thì chính là cái kỹ thuật này mục đích của nó đó là nó 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 gây lột da bề mặt da cũng như là gây tạo vi tổn thương ở đáy sẹo để chúng ta kích thích phát triển sẹo lên theo cái lý thuyết là chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên là nếu các bạn dùng đơn thuần lăn kim để chúng ta có thể điều trị một tình trạng mút chẳng hạn vâng. Thì 100 người lăn kim như vậy thì 100 người sẽ nặng lên, đó là điều chắc chắn và bản thân tôi thì tôi khám rất nhiều trường hợp là các bạn tự mua con lăn về nhà, các bạn lăn kim để các bạn ấy tự điều trị mụn. Đấy thì thường là các bạn sẽ tạo ra cái tình trạng viêm nặng nề hơn và các bạn có thể tạo sẹo một cách chủ động do là cái kỹ thuật lăn của các bạn. Đấy, các bạn không chính xác cũng như là chỉ định sai. Nên là nếu các bạn sử dụng con lăn kim đơn thuần trong vấn đề điều trị mụn trứng cá là tôi khẳng định là các bạn sẽ bị nặng hơn rất là nhiều và tình trạng viêm nó sẽ lan tỏa hơn. Kèm theo cả những cái biến chứng như là sẹo rỗ như là vết thâm ở trên làn da của các bạn.